Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Nguyễn Bích. Hôm nay mình sẽ làm video, mình hướng dẫn các bạn một bài khó 12 tổ hợp nhé, 12 tổ hợp của bài cá bay 9 kiểu. Đây là một bài khá là khó nên là các bạn kiên trì nhé, kiên trì luyện tập. Các bạn yêu quý phong cách nhảy của mình thì các bạn có thể đăng ký học nhảy theo số điện thoại mình đã ghi ở trên góc màn hình. Mình có sẵn rất nhiều các ca hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao các bạn nhé. Và các bạn nhớ là like bài, đăng ký kênh này, và nhớ là nhấn vào quả chuông để nhận được những video tiếp theo ở trang kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ mình vào bài. Mình sẽ bắt đầu với tổ hợp 1 các bạn nhé. Gồm có 8 bước này. Mình bắt đầu bằng chân trái, đi bộ 3 bước, đi chếch sang phía bên phải một chút. 1, 2, 3. Bước thứ tư là các bạn khóa mũi chân xuống dưới nhé, khóa mũi chân phải xuống dưới này. Bước thứ năm là cầu gót đó. Bước thứ sáu là chấm gót lên trên đó. Các bạn quan sát nhé. 4 5 6 7 kiễng 8 đó. Sau đó chân phải mình kiễng lên và chân trái hớt đưa sát vào và hớt ra ngang. 1 2 3 4 5 6 7 kiễng 8. Mình làm lại tổ số 1 nhé. Tổ 1, tổ 2 khá là khó. Các bạn quan sát nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kiễng, 8. Đó, kế đến là tổ số 2 nhé. Cũng là khóa chân trái xuống dưới này. Sau đó cầu này, chấm lên trên này. Đó, các bạn quan sát này. 2, 2, 3, 4, kiễng, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ làm lại tổ hợp số 2 nhé. Tổ hợp này cũng khá là khó, các bạn quan sát nhé. Khóa xuống dưới này. 2, 2, 3, 4, kiễng, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ đi lại tổ hợp số 1 và số 2. Mình sẽ đi lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kiễng, 8. 2, 2, 3, 4, kiễng, 5, 6, 7, 8. Kế đến là tổ số 3 nhé. Các bạn đưa tay trái lên 3 và 2. Sau đó tâng, tâng liên tục này. Kết thúc tổ số 2 là chân tay mình đang ở vị trí như vậy đúng không? Các bạn đưa tay trái lên và khua ngang sang phải nhé. 3 và 2. Và tâng này, tâng chân trái này. 3 và 4, bật. Tiếp tục 5 và 6, 7 và 8. Mình sẽ làm lại tổ hợp số 3 nhé. Cũng khá là khó, các bạn quan sát nhé. 3 và 2 tâng, 3 và 4, 5 và 6, 7, 8. Kế đến là tổ số 4 này. Các bạn móc chân trái sang này, tương tự như tổ số 3 này. 4, 2, 3 và 4. Đó, tâng liên tục này. 5 và 6, 7 và 8. Mình sẽ làm lại tổ số 3 và tổ số 4 nhé. Đó, kết thúc tổ số 2 là chân trái đang ở trên này. 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Kế đến là tổ hợp số 5 các bạn nhé. Tổ hợp số 5 cũng khá là khó này. Các bạn bật chân trái lên bằng cái gót này và chấm chân phải bằng cái mũi và chúng ta xoay. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình làm lại tổ số 5 nhé. Chấm cái gót chân trái. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Sau đó là tổ số 6, các bạn quan sát như cũng 8 bước này. Đó. Chấm cái mũi chân phải lên và đánh ngang sang này. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình làm lại tổ 6. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo là tổ số 7, các bạn quan sát nha. Cũng gồm có 8 bước này. Các bạn chấm mũi chân phải
lên đằng trước và đánh ngang. 7, 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8 là tổ số 7. Mình làm lại. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Tiếp theo là tổ số 8 các bạn nha. Tổ số 8 cũng là gồm 8 bước này, các bạn quan sát này. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ tiếp tục với tổ hợp 6 các bạn nhé. 6 cũng gồm 8 bước. Cũng gồm có 8 bước các bạn nhé. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kế đến là tổ hợp số 7 này, cũng có 8 bước này. 7, 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8. Tiếp theo là tổ, mình làm lại tổ 7 nhé. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, kế đến là tổ số 8. Tổ số 8, các bạn quan sát nhé. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau nữa là tổ hợp số 9. Số 9 là gồm có 11 bước các bạn nhé. 9, 2, 3, 4, 5. Đó, sau đó đi bộ bước chân trái này. Mình làm lại nhé. 9, 2, 3, 4, 5. Đó, sau đó đi bộ một bước chân trái, đi bộ một bước này. Và tưng 5 bước liên tục xoay vòng nhé. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nó là 11 bước của tổ hợp số 5. À, tổ số 9, xin lỗi các bạn, số 9. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đó là tổ hợp số 9. Tiếp theo là tổ hợp số 10. Các bạn để hai tay lên mang tay và khóa chân phải xuống dưới trước. 10, 2, 3, 4, 5, 6. Và 4 nhịp chúng ta đổ kép 2 lần nhé. Tay trái để trên và tay phải để dưới. Mình đổ kép 2 lần, đổ rõ ràng các bạn nhé. 7 và 8, 9 và 10. Đó là tổ hợp số 10. Mình sẽ làm lại nhé. Hai tay để ngang ra tay này và khóa chân phải xuống dưới trước. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 9 và 10. Tiếp theo là tổ số 11. Các bạn móc chân phải sau ống chân trái và bạn giật lùi 4 nhịp nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó là tổ số 11. Mình sẽ làm lại tổ số 11 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và cuối cùng là tổ số 12. Các bạn cũng để hai tay lên mang tay ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và trùng người xuống và xoay vòng. Đó là hết bài. Mình sẽ làm lại tổ 10, 11, 12 các bạn nhé. Tổ 10 này. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 9 và 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và xoay vòng. Đó là hết bài. Chúc các bạn luyện tập thành công. Mình sẽ đếm bước toàn bộ bài nhé. Tổ hợp 1 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kiễng 8. 2, 2, 3, 4, kiễng 5, 6, 7, 8. 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7, 8. 4, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và xoay. Đó là kết thúc bài. Chúc các bạn luyện tập thành công. Cảm ơn các bạn rất nhiều.